Tùy thiện nhỏ không thể không làm, tùy ác nhỏ không thể đi làm. Do đó, núi Thái do tích tụ từng hạt bụi mà thành, biển cả do từng giọt nước mà thành. Làm thiện phải làm từng chút, tập ít thành nhiều. Ác cũng do từng chút mà thành nhiều. Cho nên nói dù ác có nhỏ bé cũng đừng làm. Do đó có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo, thiện ác, trùng hữu báo, bất báo, thời thần mạc đáo. Tại sao người tu hành phải giữ giới? Tức là ngờ ác, phòng điều quấy. Ngờ ác tức là không làm có điều ác, phòng điều quấy. Ngờ ác tức là không làm có điều ác, phòng điều quấy tức là làm các việc lành. Có trí huệ này thì không thể điên đảo thị phi, thiện ác bất phân. Bà trí các căn thắng liệt. Bồ Tát chẳng những biết các căn thắng liệt của chúng sinh, mà cũng biết các căn thắng liệt của mình. Bồ Tát có trí huệ này, trí huệ thì chẳng có phân biệt, tâm thức mới có phân biệt. Các căn phân biệt này chẳng phải do tâm phân biệt mà minh bạch, mà là do trí huệ chiếu thấu. 4. Trí đủ thứ giải khác biệt. Bồ Tát đối với tất cả các pháp đều thấu hiểu, nhận thức được đạo lý thật tướng của các pháp. Bồ Tát có trí huệ này. 5. Trí đủ thứ giới khác biệt. Bất cứ là cõi chúng sinh nào, Bồ Tát đều nhận thức được rõ ràng. Tuy có đủ thứ cảnh giới khác nhau, nhưng đều biết hết, Bồ Tát có trí huệ này. 6. Trí nhất thiết trí xứ đạo, tức là trí huệ nhất thiết cứu kính, biết hạnh môn 5 giới 10 thiện, lại biết pháp môn 4 đế 12 nhân duyên và 6 độ vạn hạnh. 7. Trí các thiền giải thoát tam muội, các thiền là 4 thiền 8 định. Giải thoát có 8 giải thoát, tam muội là định, có 9 thứ lớp định, đó là 4 thiền, 4 không và diệt tận định. Diệt tận định là diệt tận thức thứ 7, đây là định của các bậc thánh nhân tu, Bồ Tát có trí huệ này. 8. Trí túc mạng vô ngại, túc mạng là nhân duyên quả báo kiếp trước. Bồ Tát biết quả báo của chúng sinh tu hành đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, trí huệ chẳng có chướng ngại này, Bồ Tát đã đầy đủ. 9. Trí thiên nhãn vô ngại, Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ đã đắc được thiên nhãn thông, quan sát được căn tánh của chư thiên và thiện ác của chúng sinh nhân gian, chẳng có chướng ngại, Bồ Tát có trí huệ này. 10. Trí ba đời lậu đều sạch, ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Tùy người ở đời này nhưng có quan hệ với ba đời, có quan hệ gì, tức là quan hệ nghiệp báo. Lậu tức là tập khí mau bệnh, lậu của ba đời chảy vào trong ba cõi. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tại sao lại có lậu? Vì có dục niệm, có vô minh. Nếu chẳng còn dục niệm và vô minh thì gọi là vô lậu. Bồ Tát đã trừ sạch hết lậu ba đời, cho nên có trí huệ này. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, duyên mười thứ pháp có được này, mà phát tâm Bồ Đề, trụ ở địa vị ban đầu phát tâm trụ. Phật tử Bồ Tát này nên khuyên học mười pháp. Những gì là mười? Đó là siêu cúng dường Phật, ưa thích trụ nơi sinh tử, chủ trì dẫn dắt thế gian khiến cho tiêu trừ nghiệp ác, dùng diệu pháp thủ thắng để thường hành giáo hóa, khen ngợi pháp vô thượng, học công đức của Phật, sinh ở trước chư Phật, luôn được Phật niết thọ, phương tiện dễ nói, tịch diệt tác muội, khen ngợi xa lìa sinh tử luân hồi, vì chúng sinh khổ mà làm chỗ nương tựa. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ nên khuyên nói chúng sinh để học tập mười thứ pháp môn này, xong mình cũng phải học tập mười thứ pháp môn này. Gì là mười pháp? Đó là: một, siêng cúng dường Phật, giáo hóa chúng sinh rộng tu cúng dường tất cả chư Phật. Có người khởi vọng tưởng, Phật có nhiều vô lượng, làm sao tôi có thể ở trước mỗi vị Phật để cúng dường? Dù là một đời cũng không thể mãn nguyện cúng dường chư Phật. Vậy làm thế nào mới mãn nguyện? Phải dùng pháp giới làm tâm, dùng pháp giới làm thể. Do đó, lễ lại một vị Phật, tức là lễ lại vô lượng Phật. Cúng dường một vị Phật, tức là cúng dường vô lượng Phật. Chỉ cần thành tâm quán tưởng còn đang cúng dường một vị Phật, tức là cúng dường vô lượng Phật, hoặc là cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc cúng dường Phật A Di Đà, hoặc các vị Phật khác. Dù cúng dường một, tức là cúng dường tất cả, cúng dường tất cả, tức là cúng dường một, lại phải quán tưởng thân mình là tận hư không khắp pháp giới, đều ở trước chư Phật rộng tu cúng dường, đây là siêng cúng dường Phật. 2. Ưa thích trụ nơi sinh tử, Bồ Tát là cam tâm tình nguyện trụ nơi sinh tử, do đó thừa nguyện tái lai, nghĩa là thừa nguyện trở lại, tùy trụ nơi sinh tử, mà chẳng chấp trước tướng sinh tử, chẳng giống như hàng nhị thừa nhất định phải chấm dứt sinh tử, do đó
quán ba cõi như ngục tù, xem chúng sinh như oan gia. Bồ Tát là phổ độ chúng sinh, thường trụ sinh tử. Tôi thường nói với các vị, phàm là thấy được mặt tôi, nghe được tên tôi hoặc quy y với tôi, hoặc tín chúng nghe tôi giảng kinh. Tôi từng phát nguyện, họ phải thành Phật trước tôi, nếu còn một người chưa thành Phật thì tôi cũng không thành Phật. Đợi họ thành Phật hết rồi thì tôi mới thành Phật. Dù một đời trăm đời tôi cũng phải đợi, thậm chí một kiếp hoặc trăm kiếp cũng phải đợi chờ. Như vậy, tức tại tướng sinh tử, tức tại sinh tử mà chấm dứt sinh tử, do đó sinh tử tức Niết Bàn đều như nhau. Bà chủ trì dẫn dắt thế gian khiến cho tiêu trừ nghiệp ác, làm chủ nương tựa của chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh thế gian khiến cho họ tiêu trừ tất cả nghiệp ác, cải tà về chánh, bỏ mê về với giác ngộ. 4. Dùng diệu pháp thù thắng để thường hành giáo hóa. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, dùng diệu pháp thù thắng để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh không làm các điều ác mà làm các điều lành. 5. Khen ngợi pháp vô thượng, ca ngợi pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. 6. Học công đức của Phật, phải học tập công đức của chư Phật. 7. Sinh ở trước chư Phật, luôn được nhiếp thọ. Phải sinh vào thời đại Phật còn ở đời, luôn luôn được chư Phật nhiếp thọ giáo hóa. 8. Phương tiện diễn nói, tịch tĩnh tàng muội, dùng pháp môn quyền xảo phương tiện để diễn nói tất cả giáo lý, tu định vắng lặng. 9. Khen ngợi xa lìa sinh tử luân hồi. Bồ Tát tuy mình ưa trụ nơi sinh tử, nhưng khen ngợi xa lìa sinh tử luân hồi. 10. Vì khổ chúng sinh mà làm chỗ nương tựa, vì hết thảy chúng sinh thọ khổ mà làm chỗ nương tựa cho họ. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát ở trong Phật Pháp tầm thêm rộng lớn, những pháp được nghe liền tự thấu hiểu, chẳng do người khác dạy. Nguyên nhân gì phải khuyến học 10 thứ pháp môn này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ ở trong Phật Pháp, tâm Bồ Tát càng ngày càng tăng thêm rộng lớn, bất cứ ở trong pháp hội của vị Phật nào, nghe pháp của Phật nói thì tự mình hốt nhiên quán thông, khai ngộ thấu hiểu tất cả thật tướng của các pháp, nghe một biết mười, phát tâm đại bồ đề cầu đạo vô thượng. Trong Đại Tạng Kinh có bộ kinh Pháp Diệt Tận. Bộ kinh này nói về tình hình mạt pháp như thế nào. Nội dung nói đến lúc thời đại mạt pháp thì kinh Lăng Nghiêm sẽ mất đi trước nhất, kế tiếp là kinh Phật Lực Tam Muội. Hai bộ kinh này là đại biểu cho sự biểu hiện của thời đại chánh pháp. Tại sao kinh Lăng Nghiêm lại diệt trước nhất? Vì kinh Lăng Nghiêm nói về ma bệnh của con người quá rõ ràng. Người có tà tri tà kiến thì không thể tồn tại. Vì nếu kinh Lăng Nghiêm tồn tại thì ai ai cũng đều có chánh tri chánh kiến, không thể không giữ giới luật. Nếu chẳng còn kinh Lăng Nghiêm tồn tại thì có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Còn các kinh khác thì chẳng nói rõ ràng như kinh Lăng Nghiêm. Đại sư Ngẫu Ích nói, có người nói kinh Lăng Nghiêm là giả. Tôi nhận rằng là Phật nói, nếu chẳng phải Phật nói thì sao kinh văn có ngành thứ không rối, thuận tự có thứ lớp. Nếu như Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân ra trước nói với tôi rằng kinh Lăng Nghiêm là giả thì tôi cũng không tin. Chúng ta muốn hộ trì chánh pháp thì phải tin sâu kinh Lăng Nghiêm, không thể có tơ hào hoài nghi. Cho nên kinh Lăng Nghiêm là đại biểu cho thời đại chánh pháp. Tóm lại, còn kinh Lăng Nghiêm tức là thời đại chánh pháp, không còn kinh Lăng Nghiêm tức là thời đại mạt pháp. Phàm là người xuất gia hoặc người tại gia ở chùa Kim Sơn thì đối với kinh Lăng Nghiêm không thể có sự hoài nghi. Đừng tin lời của một số người vô tri vô thức, chẳng có chánh tri chánh kiến, nói bậy kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Không thể tin những lời nói bậy bạ. Song người có đặc tánh nói với họ chánh pháp thì họ chẳng dễ gì tin, còn nói với họ bất chánh thì họ tin rất dễ dàng. Ví như học những việc chẳng tốt thì không thầy mà tự thông, còn dạy họ việc tốt thì họ cũng chẳng tin. Tánh kỳ quái của con người là như thế. Cho nên người chánh tri chánh kiến thì ít, còn người tà tri tà kiến thì nhiều. Phật từng nói rằng chúng sinh dễ độ, người khó độ. Tuy con người là một loài trong chúng sinh, nhưng con người là thứ linh trong vạn vật, vì quá linh cho nên khó độ. Do đó thà độ chúng sinh không độ người. Tâm con người quá phức tạp, vọng tưởng quá nhiều nên chẳng dễ gì độ được. Cổ đức có nói, cửa Phật tuy rộng chẳng độ người vô duyên, tức là đạo lý này. Phật tử, thế nào là trị địa trụ? Bồ Tát này đối với các chúng sinh phát 10 thứ tâm. Những gì là 10? Đó là tâm lợi ích, tâm đại bi, tâm an lạc, tâm an trụ, tâm thường xót, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ, tâm đồng như mình, tâm sư, tâm đạo sư. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là làm Bồ Tát trị địa trụ?
Bồ Tát này dùng 10 thứ tâm để tu trị tâm địa của mình, y pháp tu trì, cho nên gọi là trị địa trụ. Bồ Tát trị địa trụ phải phát 10 thứ tâm để giáo hóa tất cả chúng sinh. Gì là 10 thứ tâm? Đó là: một, tâm lợi ích, phải lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng phải lợi ích cho mình. 2. Tâm đại bi, đối với tất cả chúng sinh đều có tâm đại bi, bi hay cứu khổ hay diệt trừ thống khổ của chúng sinh. 3. Tâm an lạc, lúc chúng sinh chẳng an lạc thì Bồ Tát phát tâm đại bi khiến cho họ an lạc mà chẳng có lo âu. 4. Tâm an trụ, khiến cho chúng sinh an trụ nơi Bồ Đề giác đạo. 5. Tâm thương xót, Bồ Tát có tâm thương xót chúng sinh, thấy chúng sinh điên đảo ngu si vô tri, thật đáng thương xót mà sinh tâm cứu hộ. 6. Tâm nhiếp thọ, Bồ Tát thường sinh tâm nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho chúng sinh trừ khử đi tạp khí mau bệnh không tốt, dần dần cải ác hướng thiện. 7. Tâm thủ hộ, Bồ Tát có tâm thủ hộ chánh pháp, khiến cho chánh pháp trụ lâu dài không diệt. 8. Tâm đồng như mình, Bồ Tát có tâm từ bi, thấy chúng sinh chịu đói chịu lạnh thì giống như mình chịu đói chịu lạnh. 9. Tâm sư, Bồ Tát có tâm giáo hóa chúng sinh, làm thiện tri thức. 10. Tâm đạo sư, tức là tâm Phật, tâm của Bồ Tát từ bi giống như tâm Phật, phổ độ chúng sinh. Đó là 10 thứ tâm của Bồ Tát phải phát. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là tụng tập đa văn, rảnh rang tịch tĩnh, gần gũi thiện tri thức, nói lời hòa nhã, nói phải biết thời, tâm không khiếp sợ, thấu rõ các nghĩa như pháp tu hành, xa lìa ngu mê, an trụ chẳng động. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát chỉ địa trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp môn, tụ mình cũng phải học tập 10 pháp. Những gì là 10? Đó là: 1. Tụng tập đa văn, phải đọc tụng kinh điển đại thừa, học tập kinh điển đại thừa, đa văn kinh điển đại thừa. Bồ Tát chẳng những tự mình như thế mà cũng phải khuyến hóa chúng sinh làm như vậy. 2. Rảnh rang tịch tĩnh, trụ nơi vắng lặng để tu hành. 3. Gần gũi thiện tri thức, phải luôn luôn gần gũi thiện tri thức, phải xa lìa ác tri thức. 4. Nói lời hòa nhã, Bồ Tát nói lời rất hòa nhã, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ. 5. Nói phải biết thời, Bồ Tát nói thì biết thời, đến lúc nói mới nói, chẳng tùy tiện nói bậy. 6. Tâm chẳng khiếp sợ, trong tâm của Bồ Tát chẳng có khiếp sợ, cũng khuyên chúng sinh khác trong tâm chẳng khiếp sợ. 7. Thấu rõ các nghĩa, Bồ Tát đối với tất cả kinh điển và tất cả nghĩa lý đều minh bạch thấu hiểu nghĩa chân thật của nó. 8. Như pháp tu hành, chiếu theo Phật Pháp mà tu hành, chẳng tu khổ hạnh vô ích. 9. Xa lìa ngu mê, Bồ Tát hay xa lìa tất cả ngu si mê hoặc, tức cũng là phá tan vô minh, cũng giáo hóa chúng sinh xa lìa ngu mê. 10. An trụ chẳng động, thường thường tu định, quán trí chiếu lý, quyết định cứu kính, cho nên an trụ chẳng động. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát đối với các chúng sinh tăng trưởng đại bi, nếu có nghe pháp thì tự thấu hiểu, chẳng do họ dạy. Tại sao phải khuyên tu 10 pháp này? Là muốn khiến cho Bồ Tát chỉ địa trụ đối với tất cả chúng sinh tăng trưởng tâm đại bi, nếu có nghe được tất cả Phật Pháp thì tự mình khai ngộ thấu hiểu, không cần thiện tri thức chỉ dạy. Phật tử, thế nào là Bồ Tát tu hành trụ? Bồ Tát này dùng 10 thứ hạnh để quán sát tất cả các pháp. Những gì là 10? Đó là quán tất cả pháp vô thường, tất cả pháp khổ, tất cả pháp không, tất cả pháp vô ngã, tất cả pháp vô tác, tất cả pháp vô vi, tất cả pháp chẳng như danh, tất cả pháp không xứ sở, tất cả pháp lìa phân biệt, tất cả pháp không kiên thật. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào là Bồ Tát tu hành trụ? Bồ Tát này trụ y chiếu theo pháp của Phật nói mà tu hành, biết pháp hữu vi là vô thường, khổ không vô ngã, cho nên gọi là tu hành trụ. Bồ Tát tu hành trụ dùng 10 thứ phương pháp tu hành để quan sát tất cả các pháp thật tướng. Pháp môn tu hành của Bồ Tát là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. 1. Phải thường tu hành bố thí, bố thí cho người, đừng dạy người bố thí cho mình. 2. Phải thường tu hành trì giới, tức là người ác phòng quấy, không làm các điều ác, siêng làm các điều lành. 3. Phải thường tu hành nhẫn nhục, nhẫn đói khát, nhẫn nóng lạnh, nhẫn mưa gió, tất cả phải nhẫn chịu, không bị cảnh giới làm lay chuyển. 4. Phải thường tu hành tinh tấn, thần tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày đêm thường tinh tấn. Thần tinh tấn tức là tham gia khóa lễ sáng tối, nhận chân ngồi thiền. Tâm tinh tấn tức là siêng tu giới, định huệ, tiêu diệt tham sân si.
5. Phải thường tu hành thiền định. Tại sao phải tu tập thiền định? Vì do định mà sinh ra trí huệ, do đó ngồi lâu có thiền, phải trải qua thời gian lâu dài để ngồi thiền mới có sự thành tựu. 6. Phải thường tu hành bát nhã, nỗ lực nghiên cứu kinh điển mới minh bạch Phật Pháp, do đó vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Mục đích tu hành là đối trị phiền não, khống chế vọng tưởng, tất cả việc chẳng như ý đều nhẫn thọ được hết, do đó nghịch đến thuận thọ, tài bồi quả bồ đề của mình thì sẽ đạt đến được bờ bên kia. Người tu hành chỉ sợ giải đãi lười biếng, nếu giải đãi chẳng tinh tấn thì làm cho quả bồ đề khô héo, mất đi cơ hội thành đạo. Gì là 10 thứ pháp môn tu hành? Đó là một, quán tất cả pháp vô thường. Gì là vô thường? Tức là niệm trước sinh, niệm sau diệt, niệm sau sinh, niệm sau nữa diệt, niệm niệm đều vô thường, niệm niệm sinh diệt. Thuở xưa khi Phật Thích Ca tu đạo Bồ Tát thì vì nửa bài kệ mà xả thân mạng, do đó vì pháp quên mình. Một ngày nọ, Phật Thích Ca trong một đời hành đạo Bồ Tát ngồi tĩnh tọa ở dưới gốc cây thì tai nghe có người nói: các hành vô thường là pháp sinh diệt. Mở mắt xem thì thấy quỷ La Sát dùng người làm thức ăn đứng ở trước. Trong tâm Bồ Tát nghĩ bài kệ đều là 4 câu, bèn nói với quỷ La Sát: xin người hãy nói ra 2 câu còn lại có được chăng? Quỷ La Sát nói: ông muốn nghe pháp mà tôi thì đói, đã 3 ngày chưa ăn người, chẳng còn sức lực để nói ra 2 câu kia. Nếu ông có thể dâng thân thể của ông cúng cho tôi thì tôi mới nói ra. Bồ Tát nghe liền đáp rằng: điều kiện này tôi sẵn sàng, xin ngươi hãy nói đi. Quỷ La Sát nói: sinh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Nói xong rồi thì quỷ La Sát chẳng khách sáo, muốn ăn Bồ Tát. Bồ Tát yêu cầu nói: xin ông hãy đợi chốc lát, để tôi khắc bài kệ này lên cây, để cho người sau này có thể đi phát tu hành. Quỷ La Sát nói: được. Do đó bèn khắc bài kệ lên cây, lại nghĩ chữ khắc lên cây thì bị mưa gió sẽ mai một đi, tốt hơn là khắc lên đá được lâu dài hơn, lợi ích được nhiều người hơn. Lại nói với quỷ La Sát theo ý của mình. Quỷ La Sát nói: ông hãy mau khắc lên, tôi đói chịu hết nổi rồi. Bồ Tát cấp tốc khắc lên đá bài kệ 16 chữ rằng: các hành vô thường là pháp sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Tâm nguyện đã hoàn thành, bèn nói với quỷ La Sát: xin ông hãy đến ăn tôi đi. Nói xong tâm vắng lặng chẳng nghĩ gì, nhắm mắt đợi quỷ La Sát đến ăn. Trải qua khoảng 5 phút chẳng nghe tiếng của quỷ La Sát, mở mắt ra nhìn thì quỷ La Sát đã vọt lên hư không, hiện ra thân trời Đế Thích mà nói rằng: lành thay, ngài là người rất tinh tấn tu hành, vì nửa bài kệ mà chịu xả tánh mạng. Nói xong đằng không mà đi, nguyên lai là người trời đến khảo nghiệm xem thử công phu tu hành của Phật Thích Ca như thế nào. Phàm là pháp sinh diệt đều là vô thường, pháp không sinh diệt cũng là vô thường, tất cả pháp thế gian đều là vô thường. Căn bản chẳng có thường cũng chẳng có cái không thường. Nói theo pháp Trần Chánh thì lý thể thật tướng chẳng có cái thường cũng chẳng có cái không thường. Tu hành có 10 hạnh môn quán tưởng: 1 là vô thường, 2 là khổ, 3 là vô ngã, 4 là ăn bất tịnh, 5 là tất cả thế gian, 6 là chết, 7 là bất tịnh quán xương trắng, 8 là đoạn, 9 là lìa, 10 là nghĩ tận, quán tất cả pháp vô thường, tức là quán tưởng một trong 10 pháp quán tưởng. 2. Tất cả pháp khổ. Khổ có vô lượng vô biên, nói tóm lại thì có 3 thứ khổ và 8 thứ khổ. 3 thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. 8 thứ khổ là sinh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, ghét gặp nhau khổ, năm ấm thiêu đốt khổ. Tuy có vô lượng khổ, song chúng sinh ở thế giới ta bà mê mất tự tánh, chẳng nhận thức khổ, cho nên nhiễm khổ làm vui. 3. Tất cả pháp không. Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, chẳng có tự tánh. Phàm là pháp tự nhân duyên sinh ra thì đều là không, cho nên nói tất cả pháp không. 4. Tất cả pháp vô ngã. Phàm là chấp trước cái ta, chẳng buông bỏ cái ta, đây là ta, kia là của ta. Nếu biết được đạo lý tất cả pháp không thì tất cả pháp chẳng có ngã, cũng chẳng có ngã sở, cho nên đừng chấp trước có cái ngã. 5. Tất cả pháp vô tác. Tất nhiên tất cả pháp vô ngã thì tất cả pháp cũng chẳng có ai tạo tác. 6. Tất cả pháp vô vị. Vì tất cả pháp vô tác, cho nên tất cả pháp chẳng có vị đạo đáng ưa thích. 7. Tất cả pháp chẳng như danh. Tất cả pháp cũng chẳng có danh tự chân thật.
8. Tất cả pháp không xứ sở. Vì tất cả pháp vô ngã, cho nên tất cả pháp cũng chẳng có xứ sở. 9. Tất cả pháp lìa phân biệt. Tất cả pháp nên lìa khỏi tâm phân biệt. Nếu không có tâm phân biệt, thì lý thể thật tướng của tất cả pháp sẽ hiện tiền. 10. Tất cả pháp chẳng kiên thật. Tất cả pháp đều là hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, chẳng có chân thật kiên cố bất hoại. Đây là 10 thứ hạnh môn mà Bồ Tát tu hành trụ phải quán. Phật tử Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là quan sát chúng sinh giới, pháp giới, thế giới, quan sát địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, quan sát dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát tu hành trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp môn, tự mình cũng phải học 10 thứ pháp môn. Gì là 10 thứ pháp môn? Đó là một chúng sinh giới. Chúng sinh giới tức là Bồ Tát Duyên Giác, Thanh Văn, Trời Người, Atula, Súc Sinh, Hạ Quỷ, Địa Ngục, 9 pháp giới. Dùng trí huệ quán chiếu để quan sát vô lượng vô biên chúng sinh giới, phải minh bạch nhân duyên của chúng sinh giới mới độ được chúng sinh. Do đó, tận nhân tánh, tận kỷ tánh, tận vật tánh, phải biết giới hạn của nhân tánh, giới hạn ngã tánh, giới hạn vật tánh, cho nên nói chúng sinh giới là vô lượng vô biên. 2. Pháp giới, tức là chân tâm của con người, lớn mà chẳng ngoài, nhỏ mà chẳng trong, tận hư không biến pháp giới, vô tận vô biên. 3. Thế giới, thế giới này, thế giới kia, vô lượng thế giới, quan sát kỹ thì đều là vô lượng, song phải minh bạch tất cả thế giới, không lìa tất cả tâm. Do đó, 10 pháp giới không lìa một tâm niệm. Vậy những chúng sinh giới, pháp giới, thế giới từ đâu mà tạo thành? Là từ tâm của chúng sinh mà ra. Do đó có câu, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Chẳng những phải quan sát chúng sinh giới, thế giới, pháp giới, mà còn quan sát nhân duyên của địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, bốn đại, bốn địa giới, đất có đoạn tiệt, cắt đứt, sắc vọng tưởng đại trùng sinh ra địa giới trong ngoài. Trong tức là thân thể, ngoài tức là núi sông. 5. Thủy giới, nước có thấm nhuần vọng tưởng đại trùng, bèn sinh ra trong ngoài thủy giới. Trong là nước của thân thể, ngoài là nước của đại địa. 6. Hỏa giới, lửa có kham năng vọng tưởng đại trùng. Nó hay kham khiến cho tất cả vật thành nhiệt mà sinh ra hỏa giới trong ngoài. Trong là lửa của thân thể, ngoài là lửa của hư không. 7. Phong giới, gió có sự thổi động vọng tưởng đại trùng mà sinh ra phong giới trong ngoài. Trong là khí bên trong thân thể, ngoài là khí của hư không. Đất nước gió lửa bốn đại hòa hợp mà thành thân thể, tan ra thì trở về chỗ của nó. Tánh cứng thì trở về đất, tánh ướt thì trở về nước, tánh nóng thì trở về lửa, tánh động thì trở về gió. 8. Dục giới, quan sát chúng sinh dục giới có nhân duyên vô lượng. Chúng sinh dục giới có dục niệm, vật chất, tâm thức. 9. Sắc giới, quan sát chúng sinh sắc giới có vô lượng nhân duyên. Sắc giới tuy có sắc tướng nhưng hình chất chẳng chân thật, song mắt thịt của phàm phu chúng ta nhìn chẳng thấy. Nếu chứng được thiên nhãn thông thì mới thấy được hành động và cảnh giới của người trời sắc giới. 10. Vô sắc giới, người trời ở cõi này cho đến hình sắc cũng chẳng có, chỉ có thức. Bồ Tát tu hành trụ nên khuyên chúng sinh học 10 pháp quán sát này. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát trí huệ thấu rõ, nếu có nghe pháp thì liền tự khai ngộ hiểu biết, chẳng do người khác dạy. Tại sao phải khuyên tu tập 10 pháp này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát tu hành trụ trí huệ sáng suốt, bất cứ ở trong đạo tràng của vị Phật nào, nếu có nghe pháp thì tự mình khai ngộ thấu hiểu, chẳng cần Phật phải chỉ dạy, vì Bồ Tát có trí huệ nghe một biết 10. Phật tử, thế nào là Bồ Tát sinh quý trụ? Bồ Tát này sinh từ trong thánh giáo, thành tựu 10 pháp. Những gì là 10? Đó là vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Ở chỗ các đức Phật sinh tâm tin thành tịnh sâu xa, khéo quan sát pháp, biết rõ chúng sinh, cõi nước, thế giới, nghiệp hành, quả báo, sinh tử, niết bàn. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì gọi là Bồ Tát sinh quý trụ? Bồ Tát này trụ sinh ở nơi phú quý, trụ ở vị phú quý, cho nên gọi là sinh quý trụ. Bồ Tát sinh quý trụ là sinh ra từ trong thánh giáo pháp của Phật nói. Bồ Tát trụ này thành tựu 10 thứ pháp. Gì là 10 pháp? Đó là một vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Bồ Tát tu hành chỉ tinh tấn hướng về trước, tuyệt đối chẳng thối lùi, sinh tu lục độ vạn hạnh, đắc được trụ bất thối, niệm bất thối, địa vị tại sinh quý trụ
chẳng lùi về nhị thừa, đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo, trong niệm niệm phát tâm Bồ đề, chẳng bị tham sân si làm lay chuyển. Vì có ba ý chí bất thối cho nên vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 2. Ở chỗ các đức Phật sinh tâm tin thành tịnh sâu xa, Bồ Tát thường ở trong đạo tràng của chư Phật, lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường, thường học theo Phật, tu pháp môn này, thì sinh ra tâm tin thành tịnh sâu xa, đối với Phật Pháp chẳng có tơ hào hoài nghi, nên đắc được tương ưng. 3. Khéo quán sát Pháp, khéo quán sát về Pháp giới, minh bạch tánh Pháp giới, chẳng ra khỏi tâm mình. 4. Biết rõ chúng sinh, Bồ Tát biết rõ căn tánh của tất cả chúng sinh. 5. Cõi nước, Bồ Tát biết rõ hết thảy mười phương cõi nước thành như thế nào, hoại như thế nào. 6. Thế giới, Bồ Tát biết rõ quá trình thành trụ hoại không bốn kiếp của tất cả thế giới. 7. Nghiệp hành, Bồ Tát biết rõ đủ thứ nghiệp hành của tất cả chúng sinh tạo ra là nghiệp thiện hay là nghiệp ác. 8. Quả báo, chúng sinh thọ tất cả quả báo. 9. Sinh tử, chúng sinh sanh như thế nào, chết như thế nào, làm thế nào để liễu sinh tử, Bồ Tát đều thấu rõ. Sinh tử có hai loại, một là phần đoạn sinh tử và một là biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử tức là mỗi người đều có một phần, có một đoạn. Biến dịch sinh tử là niệm niệm sinh, niệm niệm diệt, niệm niệm không ngừng. Hàng nhị thừa đã dứt được phần đoạn sinh tử mà chưa dứt được biến dịch sinh tử. Bồ Tát đã dứt được biến dịch sinh tử, do đó nhị tử vĩnh vong đã dứt được phần đoạn và biến dịch sinh tử. 10. Niết bàn tức là không sinh không diệt. Một số người cho rằng viên tịch là Niết Bàn. Kỳ thật Niết Bàn có bốn cảnh giới thường lạc ngã tịnh. Đây là Bồ Tát sinh quý trụ phải thành tựu 10 thứ pháp. Sinh tử của con người thì chiếu theo nghiệp của mình tạo mà quyết định. Tạo nghiệp lành thì đi lên, tạo nghiệp ác thì đoạn đi xuống. Khi người chết thì thức thứ 8 lìa khỏi thân thể cuối cùng, đi từ trên thân thì chứng minh sinh vào ba đường lành. Đi từ dưới thân thì chứng minh sinh vào ba đường ác. Làm sao biết được? Chỗ thức thứ 8 ra khỏi thân thì có độ nóng, ví như nóng cuối cùng ở lòng bàn chân, thì đây là hiện tượng sinh vào địa ngục. Nếu nóng ở trên đỉnh đầu, thì đây là hiện tượng sinh về cõi trời. Tóm lại, lúc còn sống làm việc lành, thì nhất định sinh về ba đường lành. Lúc còn sống mà làm ác, thì nhất định sinh về ba đường ác. Đây là luật nhân quả vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Sau khi người chết rồi, thì trong vòng 49 ngày ở trong địa phủ phải trải qua nhiều phen thẩm phán. Thẩm phán rồi, nghiệp thiện nặng thì sinh về đường lành, nghiệp ác nặng thì sinh về đường ác. Đây là tình hình đại khái về sinh tử của con người. Do đó có câu, nếu ai muốn không chết, hãy làm người sống như đã chết. Nghĩa là gì? Nghĩa là muốn không chết thì phải làm người sống như người đã chết. Nghĩa là mắt chẳng nhìn sự vật, tai chẳng nghe âm thanh, miệng chẳng nói, tâm chẳng nghĩ. Thì tự như người sống như đã chết, nếu đạt được cảnh giới này thì chấm dứt sinh tử. Người sống như đã chết chẳng dễ gì làm thành công. Do đó, mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Đây là tiêu chuẩn của người sống như đã chết. Phật tử Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là biết rõ tất cả Phật pháp quá khứ hiện tại vị lai, tu tập tất cả Phật pháp quá khứ vị lai hiện tại, viên mãn tất cả Phật pháp quá khứ vị lai hiện tại, biết rõ tất cả chư Phật bình đẳng. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát sinh quý trụ nên khuyên chúng sinh học 10 pháp. Mình cũng phải học 10 pháp, bằng không thì trở thành khẩu đầu thiền. Những gì là 10? Đó là 1. Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật nói trong quá khứ. 2. Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật nói thuộc vị lai. 3. Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật nói trong hiện tại. Nhưng đối với Phật Pháp chẳng những thấu rõ mà còn phải cung hành thực tiễn. Biết một chút Phật Pháp thì tu hành một chút, biết hai chút thì tu hành hai chút. Tóm lại biết bao nhiêu Phật Pháp thì tu hành bấy nhiêu, tập ít thành nhiều, tụ cát thành tháp, công đáo tự nhiên thành. Tu pháp môn lục độ thì tu từng độ, chỉ từng hạnh, từng hạnh. 4. Phải tu tập tất cả Phật Pháp của chư Phật quá khứ. 5. Phải tu tập tất cả Phật Pháp của chư Phật vị lai. 6. Phải tu tập tất cả Phật Pháp của chư Phật hiện tại. 7. Phải viên mãn tất cả Phật Pháp của chư Phật quá khứ. 8. Phải viên mãn tất cả Phật Pháp của chư Phật vị lai. 9. Phải viên mãn tất cả Phật Pháp của chư Phật hiện tại. Biết Phật Pháp rồi thì phải tu hành Phật Pháp, tu hành mới chứng được viên mãn.
Mười phải thấu rõ biết tất cả chư Phật là bình đẳng, tất cả Phật Pháp cũng bình đẳng. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng tấn trong ba đời tâm được bình đẳng. Nếu có nghe Pháp, liền tự hiểu biết chẳng do người khác dạy. Tại sao phải khuyên học mười Pháp này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát sinh quý trụ tăng thêm tinh tấn. Đối với ba đời tâm đều được bình đẳng. Nếu có nghe Pháp thì lập tức tự khai ngộ thấu hiểu, chẳng cần thiện tri thức chỉ dạy. Do đó nghe một biết mười có trí huệ như thế. Phật tử, thế nào là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ? Bồ Tát này tu căn lành, đều vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh, thương xót tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các tai nạn, khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử, khiến cho tất cả chúng sinh phát sinh niềm tin thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều phục, khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng niết bàn. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ? Bồ Tát này vào sâu pháp môn phương tiện khéo léo, tu hành thành công đầy đủ công đức, cho nên gọi là cụ túc đầy đủ phương tiện trụ. Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ, tu lục độ phạn hạnh, tu phước huệ, tu tất cả các lành, để vì chúng sinh mà tu. Các bạn nên chú ý, khi đọc đoạn kinh văn này thì nên hồi quang phản chiếu, kiểm thảo sự tu hành của mình. Mình trồng các căn lành có phải vì chúng sinh chăng? Phải làm được 10 pháp môn dưới đây. Một, phải cứu hộ tất cả chúng sinh. Phải phát tâm tử bi của Bồ Tát. Phải hành đạo Bồ Tát cứu chúng sinh. Đừng làm tự liễu hán. Đừng có tư tưởng ích kỷ lợi mình. Tất cả đều vì cứu hộ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Hai, lợi ích tất cả chúng sinh. Bất cứ như thế nào cũng phải lợi ích chúng sinh. Đừng lợi ích chính mình. Phạm là việc có lợi ích cho chúng sinh thì làm hết mình, làm đến tận thiện tận mỹ mới ngừng. Ba, an lạc tất cả chúng sinh. Chúng sinh có tai nạn thì phải đi cứu hộ họ. Chúng sinh có khốn khổ thì phải đi lợi ích cho họ. Chúng sinh có sầu lo thì khiến cho họ được an lạc. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chỉ biết có chúng sinh mà chẳng biết có mình. Tinh thần hy sinh như thế thật là vĩ đại. Chúng ta người tu đạo nên hướng về Bồ Tát mà học tập. Có tâm Bồ Tát tức là Bồ Tát, có tâm Phật tức là Phật. Do đó có câu, trí nơi thánh hiền tức là thánh hiền, trí nơi hào kiệt tức là hào kiệt. Trí nơi trung thần hiếu tử tức là trung thần hiếu tử, trí tại vĩ nhân triết sĩ tức là vĩ nhân triết sĩ, trí tại Bồ Tát tức là Bồ Tát, trí tại thành Phật thì sẽ thành Phật. Phật là người thành, Bồ Tát cũng là người thành, vậy chúng ta cũng là người, tại sao không thể thành Phật thành Bồ Tát? Vì chẳng phát trí nguyện thành Phật thành Bồ Tát, phát tâm như thế nào? Thì phải cứu hộ lợi ích an lạc, thương xót, độ thoát tất cả chúng sinh. 4. Thương xót tất cả chúng sinh. Thấy chúng sinh chẳng có cơm ăn, chẳng có quần áo mặc, chẳng có chỗ ở, đang thọ tất cả sự khổ, thì giống như mình đang thọ khổ, phải tận hết khả năng của mình đi trợ giúp chúng sinh thọ khổ, hoặc dùng lời hay ý đẹp đi an ủi chúng sinh thọ khổ, phải có tâm thương xót như thế. 5. Độ thoát tất cả chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có thống khổ gì thì đều tìm cách độ thoát, khiến cho họ được giải thoát. 6. Khiến cho tất cả chúng sinh lìa các tai nạn. Ở trong sự chẳng có biện pháp, cũng phải nghĩ biện pháp khiến cho chúng sinh lìa khỏi tất cả tai nạn. Đây là tâm trạng của Bồ Tát. 7. Khiến cho tất cả chúng sinh thoát khổ sinh tử. Tôn giả A Nan ở trong Pháp Hội Lăng Nghiêm có phát nguyện rằng, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì tuyệt đối chẳng thủ chứng quả vị Nê Hoàn. Đại nguyện của Ngài A Nan là khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử. Bồ Tát tu căn lành tức là khiến cho chúng sinh chứng được niết bàn bờ bên kia. 8. Khiến cho tất cả chúng sinh phát sinh niềm tin thanh tịnh, khiến cho hết thảy chúng sinh đều phát tâm tin thanh tịnh, chẳng có tơ hào hoài nghi. 9. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều phục, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có phiền não, chúng sinh càng cường đều hoàn toàn bị điều phục, biết cải tà quy chánh, bỏ mê về giác. 10. Khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng Niết Bàn, khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được diệu lý của Niết Bàn, trần khoái lạc, thường lạc ngã tịnh. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 Pháp. Những gì là 10? Đó là biết chúng sinh vô biên, biết chúng sinh vô lượng, biết chúng sinh vô số, biết chúng sinh không nghĩ bàn, biết chúng sinh vô lượng sắc, biết chúng sinh không thể lường, biết chúng sinh là không, biết chúng sinh không ai làm ra, biết chúng sinh không chỗ có, biết chúng sinh không tự tánh. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ,
nên khuyên chúng sinh học tập 10 thứ pháp môn, xong mình cũng phải học tập 10 thứ pháp môn này. Gì là 10 thứ pháp môn? Đó là: một, biết chúng sinh vô lượng. Bồ Tát phải biết 12 loại chúng sinh đều là vô biên. 2. Biết chúng sinh vô lượng, phải biết chúng sinh chẳng có số lượng, chẳng cách gì tính được có bao nhiêu. 3. Biết chúng sinh vô số, phải biết chúng sinh chẳng có số mục nhất định. 4. Biết chúng sinh không nghĩ bàn, biết chúng sinh là không bờ mé, vô số lượng, chẳng có số mục, lại biết chúng sinh là diệu không thể tả. Tất cả chúng sinh điên đảo vọng tưởng là không thể nghĩ bàn, tu hành đạo quả cũng không thể nghĩ bàn. 5. Biết chúng sinh vô lượng sắc, lại biết chúng sinh có vô lượng sắc tướng, thân hình cũng khác nhau. 6. Biết chúng sinh không thể lường, lại biết chúng sinh là không thể dùng tâm để suy lường. 7. Biết chúng sinh không, lại biết chúng sinh có sinh trụ dị diệt bốn tướng, cuối cùng đều hoàn không. 8. Biết chúng sinh không ai làm ra, lại biết chúng sinh vốn là không, sao lại có người làm ra, cho nên chẳng có năng làm cũng chẳng có sở làm, càng không thể nói tất cả chúng sinh là Thượng Đế tạo ra. Vậy Thượng Đế lại do ai tạo ra, vốn chẳng có ai tạo ra. 9. Biết chúng sinh không chỗ có, chúng sinh tự tánh vốn không, cho nên biết chúng sinh vốn chẳng chỗ có. 10. Biết chúng sinh không tự tánh, biết chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chúng sinh vốn chẳng có tự tánh. Tại sao? Vì muốn khiến cho tâm của Bồ Tát này càng tăng thêm thủ thắng hơn, chẳng có nhiễm trước, nếu có nghe pháp thì liền thấu hiểu, chẳng do người khác dạy. Tại sao phải khuyên học 10 pháp này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ, tâm càng tăng thêm thủ thắng hơn trước, trí huệ thủ thắng, tư tưởng thủ thắng, tất cả hết thảy đều thủ thắng, chẳng có tư tưởng nhiễm ô, chẳng có dục vọng ái tình. Ai chẳng có tư tưởng nhiễm ô chấp trước này thì người đó là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ. Xong dạy người chẳng có tâm nhiễm ô, đây chẳng phải là việc dễ dàng. Chẳng có tâm nhiễm ô nhiều thì vẫn có tâm nhiễm ô ít. Dù chẳng có tâm nhiễm ô ít, nhưng ở trong ruộng tám thức vẫn còn hạt giống nhiễm ô, cho nên nói không dễ gì làm cho nó hoàn toàn không có. Vậy làm thế nào mới không còn nhiễm trước? Thì phải tu hành giữ gìn giới luật, phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát này bất cứ ở đạo tràng nào nghe Phật nói pháp nên tự khai ngộ, thấu hiểu nghĩa chân thật, không cần người khác chỉ dạy. Trước kia ở Thái Lan có vị cao tăng, là vị thiền sư tu pháp tiểu thừa. Vị thiền sư này ở trong thâm sơn, suốt năm chẳng xuống núi, ăn rễ lá cây, uống nước suối để duy trì mạng sống. Do đó đời sống bữa ăn chẳng no, ở chẳng cầu an. Một ngày nọ ở trong định, có một cảnh giới đến, tai nghe có người nói với ông ta rằng, ngày mai vợ cũ, vợ trong kiếp trước của ông sẽ đến tìm ông, gây phiền phức cho ông, xem thử ông làm như thế nào. Tôi thường nói, tất cả là khảo nghiệm, xem thử làm thế nào. Trước mắt không nhận thức, phải luyện lại từ đầu. Vị thiền sư đó sẽ phải đối đầu với sự khảo nghiệm, xem thử định lực của ông ta đến trình độ nào. Vào trưa ngày thứ hai, quả nhiên có một người đàn ông trung niên đến, khoảng hơn 50 tuổi, hình dáng nhã nhặn như một giáo sư, dắt theo một cô thiếu nữ khoảng hơn 20 tuổi. Hai người đó đến trước vị thiền sư chắp tay lại thăm hỏi. Vị giáo sư đó hỏi vị thiền sư tu hành như thế nào. Vị thiền sư đều trả lời. Vị giáo sư khen ngợi sự tu khổ hạnh của bậc tu hành, thật là đáng cùng kính. Lúc đó, con gái của ông ta hướng về vị thiền sư yêu cầu. Cha, con muốn cưới vị thiền sư này. Ông ta rất kinh ngạc, bèn hỏi cô con gái. Tại sao vậy? Con gái của ông ta nói, vì vị thiền sư quá khổ, chẳng có ai chăm sóc, đến lúc già thì càng khổ nữa. Cho nên con quyết định kết hôn với vị thiền sư, lo cho thiền sư suốt đời. Thiền sư nghe rồi rất kinh ngạc, bèn nói, không thể được, tôi là người xuất gia, không thể kết hôn. Cô gái đó nghe rất là thất vọng, bèn khóc lóc, muốn yêu cầu vị thiền sư trả lời sự kết hôn với cô ta. Thiền sư kiên quyết không đồng ý. Cô ta khổ sở buồn rầu, nhưng vị thiền sư chẳng động tâm. Ông giáo sư nổi trận lôi đình, mang hết đồ đạc của vị thiền sư đi. Song định lực của vị thiền sư đã đạt đến trình độ không bị cảnh giới làm lay chuyển. Ngài vẫn như chẳng động, ngồi yên tham thiền, tâm chẳng não loạn, quyết định đã thật đói. Lúc bắt đầu thì chẳng ăn chẳng uống, sau hình bóng của cô thiếu nữ cứ hiện ra ở trước mặt ông ta, khóc lóc rơi lệ, nhất định muốn cưới ông ta. Ngày thứ hai cũng hiện ra cảnh giới đó, ngày thứ ba lúc ẩn lúc hiện, ngày thứ tư thì hình bóng thiếu nữ chẳng hiện nữa, mới khôi phục lại sự thanh tịnh như trước. Đó là định lực khắc phục cảnh giới. Vị thiền sư đó, từ đó về sau, chuyên tâm tham thiền,
chẳng có mọi sự chấp trước, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Do đó có thể thấy, nghiệp báo của chúng sinh là không thể nghĩ bàn. Chúng ta người tu đạo nhất định phải đoạn dục khởi ái, dùng định lực để khắc chế ý niệm dâm dục, đừng sinh ra tư tưởng chẳng thanh tịnh. Phải học tập tác phong của vị thiên sư này, mỹ nữ trước mặt chẳng động tâm. Nếu định lực không đủ thì giới luật chẳng kiên cố, sẽ chuyển theo cảnh giới, như thế thì dễ dàng mất đi đạo nghiệp, hối hận đã quá muộn màng. Do đó có câu, một khi sảy chân ngàn năm hận, quay đầu lại trăm năm đã trôi qua. Phật tử, thế nào là Bồ Tát chánh tâm trụ? Bồ Tát này nghe 10 pháp mà tâm định chẳng động. Những gì là 10 pháp? Đó là nghe khen Phật hay phỉ báng Phật, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe khen pháp hay phỉ báng pháp, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe khen Bồ Tát hay phỉ báng Bồ Tát, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe khen hay phỉ báng pháp hành của Bồ Tát, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói chúng sinh hữu lượng vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói chúng sinh hữu cấu vô cấu, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói chúng sinh dễ độ khó độ, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói pháp giới hữu lượng vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói pháp giới có thành có hoại, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói pháp giới hoặc có hoặc không, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là Bồ Tát chánh tâm trụ? Vì Bồ Tát này đối với Phật pháp nhận thức được rất rõ ràng, chẳng có mê hoặc, dùng trí huệ chánh tâm để suy tư pháp này, cho nên gọi là chánh tâm trụ. Bồ Tát chánh tâm trụ có chánh định chánh thọ, nghe được 10 pháp này mà tâm định chẳng lay động. Do đó, tám gió thổi không lay, ngồi vững trên hoa sen. Những gì là 10 pháp? Đó là một Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe được có người khen ngợi chư Phật hoặc phỉ báng chư Phật, ở trong Phật pháp tâm định chẳng lay động. Tại sao? Vì sự trụ của Bồ Tát này trong tâm chẳng có phân biệt, khen hay phỉ báng tất cả đều bình đẳng. Người có trí huệ được người khen cũng chẳng mừng, bị người phỉ báng cũng chẳng phiền não, do đó khen chê tâm chẳng động. Nếu là người ngu si được người khen hay thì vui mừng không thể tả, bị người nói xấu thì nổi phiền não, buồn rầu vô hạn, vui mừng thì cười, buồn rầu thì khóc. Ai thường thường tươi cười thì giống như đi đến cõi trời, còn nếu luôn luôn u sầu thì giống như đi xuống địa ngục. Cho nên người tu hành đừng cảm tình dụng việc, cũng đừng ý khí dụng việc. Phải có lý trí thì mới khống chế được sự cảm tình. Do đó ai phải thường cười, khi cười mới có lý trí, phân biệt thiện ác mới rõ ràng. Cười là bí quyết sống lâu, do đó có câu, từ xưa thần tiên chẳng phép gì khác, luôn sinh hoan hỷ chẳng sầu lo. Đây là danh ngôn rất chí lý. Hai, Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người khen ngợi các pháp hoặc phỉ báng các pháp, đối với trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. Ba, Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người khen ngợi Bồ Tát tăng hoặc phỉ báng Bồ Tát, đối với trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. Tóm lại, nghe khen ngợi Tam Bảo hoặc phỉ báng Tam Bảo cũng đừng hoan hỉ, cũng đừng nổi giận. Đây là chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, tức cũng là định lực kiên cố. 5. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng sinh hữu lượng hoặc vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 6. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng sinh hữu cấu hoặc vô cấu, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 7. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp giới hữu lượng hoặc vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 8. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng sinh dễ độ hoặc khó độ, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 9. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp giới có thành hoặc có hoại, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 10. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp giới hoặc có hoặc không, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. Đây là 10 pháp không bị cảnh giới làm lay chuyển. Có người khởi vọng tưởng, Bồ Tát chánh tâm trụ chẳng phải người gỗ cũng chẳng phải người đá, tại sao tâm chẳng động? Vì sự trụ của Bồ Tát này đã chứng được chánh định chánh thọ, nên chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Do đó, người chuyển được cảnh giới không chuyển được người. Bồ Tát chánh tâm trụ đã tu đến trình độ này. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là tất cả pháp không tướng, tất cả pháp không thể, tất cả pháp không thể tu, tất cả pháp chẳng chỗ có, tất cả pháp không chân thật, tất cả pháp không tánh,
tất cả pháp như huyễn, tất cả pháp như mộng, tất cả pháp không phân biệt. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Chánh Tâm Trụ, nên khuyên chúng sinh học 10 pháp môn này, nhưng mình cũng phải học, nếu không thì lạc khẩu đầu thiền, dạy người tu hành mà mình chẳng tu hành thì chẳng có ích gì, phải lấy thân làm khuôn phép, tu hành thật tiễn, thật thà mà tu hành thì mới có hiệu quả. Những gì là 10 pháp? Đó là: một, tất cả pháp vô tướng, pháp vốn chẳng có tướng. Nếu có sự chấp trước thì pháp tướng tồn tại, nếu chẳng chấp trước thì người cũng không, pháp cũng không, đây tức là không tướng. Hai, tất cả pháp không thể, tất cả pháp tức là tướng, lìa tướng, chẳng có thể tánh chân thật, cho nên trong kinh Kim Cang có nói, pháp còn phải giả, hà huống phỉ pháp, nghĩa là chánh pháp cũng phải xả bỏ, hà huống là chẳng phải pháp, càng phải xả bỏ, có sự chấp trước, có bản thể, đó là sai lầm. Ba, tất cả pháp không thể tu, không chấp trước pháp gì có thể tu hành, pháp gì không thể tu hành, tất cả pháp chẳng có cái có thể tu và cái không thể tu. Tu không tu là tại con người chứ chẳng phải tại pháp. Pháp chẳng có cái tu không tu. Có người nói tất cả pháp không thể tu, vậy chúng ta không cần tu hành. Vì bản thân của pháp không cần tu hay không tu, song chúng ta phải y theo pháp tu hành thì mới trừ khử tập khí mà bệnh. Bốn, tất cả pháp chẳng chỗ có, tất cả pháp vốn gì cũng chẳng có, đều là không. Năm, tất cả pháp không chân thật, pháp là phương pháp là quy tắc, cho nên tất cả pháp chẳng có thể chân thật. 6. Tất cả pháp không, chứng được tất cả pháp không, gì cũng chẳng có, đây tức là lục tổ Huệ Năng nói, vốn chẳng có một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Đây là cảnh giới tất cả pháp không, để được cảnh giới này thì còn có gì để chấp trước, tham sân si mạn nghi, năm thứ phiền não cũng chẳng còn, chỉ có thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. 7. Tất cả pháp không tánh. Tại sao nói tất cả pháp không? Vì tất cả pháp không có tự tánh. Có người nói pháp, có pháp mới có dụng. Người không thì pháp cũng vô dụng. Do đó người hoằng pháp chứ pháp không hoằng người. 8. Tất cả pháp như huyễn. Tất cả pháp như huyễn hóa chẳng chân thật. 9. Tất cả pháp như mộng. Tất cả pháp như giấc mộng cũng chẳng chân thật. Do đó có câu: đời người một giấc mộng, người chết mộng một giấc. Trong mộng thân vinh quý, tỉnh mộng tại quê nghèo, sớm tối đều nằm mộng, không giác mộng hoàng lương, trong mộng nếu không tỉnh, uổng thay mộng một giấc. 10. Tất cả pháp không phân biệt, hết thảy tất cả pháp đều chẳng có phân biệt. Chúng ta nghe kinh đừng dùng tâm phân biệt để nghe. Tại sao? Vì tất cả pháp chẳng có phân biệt. Đoạn kinh văn này là dạy chúng ta đừng chấp trước pháp. Nếu có pháp chấp thì nặng giống như ngã chấp, chấp cái ta. Do đó có câu: thấy việc tỉnh việc xuất thế gian, thấy việc mê việc đoạn trầm luân, ở giữa mê và ngộ, chấp trước thì chìm đắm trong sáu nẻo, không chấp trước thì ra khỏi ba cõi, tức cũng là tức tướng lìa tướng, ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng, tại trần xuất trần, ở tại trần thế mà vượt khỏi trần thế, do đó thân tại trần mà tâm thoát trần, trong tâm chẳng có vọng tưởng chấp trước, đây gọi là một bụi trần không nhiễm, vạn tư lự đều không. Cảnh giới này thật là tự tại biết bao. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát tâm càng tăng thêm tinh tấn, được không thối chuyển vô sinh pháp nhẫn. Nếu có nghe pháp thì liền thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Tại sao phải phá pháp chấp? Vì muốn khiến cho Bồ Tát chánh tâm trụ và chúng sinh được giáo hóa càng tăng thêm tinh tấn, tức là chẳng có quái ngại. Người tu hành phải khởi lên tâm niệm tu hành, đến lúc thành công thì càng phải buông xả một niệm cũng chẳng còn, thì còn có gì để lo âu, còn có gì quái ngại. Nếu chẳng có quái ngại thì ra lìa điên đảo mộng tưởng. Tại sao có điên đảo mộng tưởng? Vì có quái ngại. Nếu không có quái ngại thì sẽ đắc được vị bất thối, đắc được tất cả chẳng thối chuyển. Bất thối chuyển gì? Tức là bất thối chuyển vô sinh pháp nhẫn. Gì gọi là vô sinh pháp nhẫn? Tức là chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút pháp diệt. Đây tức là cảnh giới pháp không, người cũng không, pháp cũng không, tự tánh rõ ràng ở trong đó. Lúc này rõ ràng sáng suốt, nhẫn nơi tâm. Cảnh giới này có chút thọ chẳng đặng, có chút nhẫn chẳng đặng, nhưng vẫn phải thọ nhẫn. Đừng cho rằng chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút pháp diệt. Cảnh giới này là việc dễ dàng, là rất khó chứng được cảnh giới này. Nếu đến được cảnh giới này thì chẳng sầu chẳng lo, xa lìa điên đảo mộng tưởng, cứu kính niết bàn. Lúc này Bồ Tát Chánh Tâm Trụ nghe tất cả pháp liền lập tức khai ngộ thấu hiểu, do đó
thổ ngôn tế ngữ, giai quy đệ nhất nghĩa. Nghĩa là lời thổ lẽ tế đều thuộc về đệ nhất nghĩa. Đến được cảnh giới này, có ai mắng bạn hoặc có ai khen bạn, tâm cũng chẳng dao động. Nghĩa là cũng chẳng có hoan hỉ, cũng chẳng có nóng giận, cũng chẳng có bi ai, cũng chẳng có khoái lạc. Bốn thứ cảm tình này lúc chẳng phát sinh tức là trung đạo, tức cũng là định, và nghe được khế hợp với chân lý, không cần người khác chỉ dạy.